Quan trọng hơn đó là thủ lĩnh của một nhóm phụ nữ áo đen để tìm những khuyết điểm của những người đàn ông. Lưới đã giăng xong, cho nhện vô đi. Nhân vật Quyên á, là một người thủ lĩnh, nhưng mà đôi khi cô ta cũng có những cái sự vụng về trong cái hành động của mình. Sao chị đánh em? Thích! Khánh được đóng với Bình Minh là ở đây là lần thứ hai, còn lần đầu thì Khánh đóng với Bình Minh là trong bộ phim truyền hình Dù Gió Có Thổi. Minh là một người diễn viên rất là yêu nghề và bên cạnh đó là chuyên nghiệp. Khánh rất là yên tâm cũng như là hết sức thoải mái khi mà tham gia. Cô nấu cho bao nhiêu người ăn mà nhiều dữ vậy? Người ta nói hãy ăn sáng như một ông hoàng, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một gã ăn mày. Một bộ phim hài thì Khánh thấy phù hợp nhất là vào dịp Tết. Khánh mong chờ bộ phim này đem đến một cái niềm vui trong năm mới cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ bộ phim Quay Lại Chiến phần 2 cũng như là ủng hộ những nhân vật trong phim quý vị nhé. Thà giết lầm, không bỏ sót. Yeah!